qua cái đường Hoàng Diệu ở quận 4 nhá, thấy anh bán bánh ở đây rồi. Bánh này thấy lạ lạ này, nay ăn thử để chia sẻ với quý vị luôn. Bánh này là bánh cuốn ngọt này. Đây bánh cuốn ngọt này quý vị. Này là bánh da bò này. Bên này là bánh gì anh? Da lợn. Da lợn, da bò đúng không? Dạ. Là bánh quỳ. Quỳ, trên này là bánh lá mơ này. Bánh lá mơ này lạ quá ha. Đây anh bán ở đây này. Ở đây có nước cốt dừa nhá. Lần đầu ăn cái món này thấy hơi lạ lạ. Mà chắc ăn được. Bên đây là nó ở cái đường đầu đường Đoàn Văn Bơ này. Rồi để đây rồi em. Rồi đây có chỗ ngồi tạm ăn luôn. Bên trong đây này là nó là nhân đậu xanh nha quý vị, nhân đậu xanh với lại dừa nhé. Đây là nhân đậu xanh với dừa này. Đây trong này đậu xanh này. Mình cần thử miếng xem nào nha. Ăn nó ngọt ngọt, thơm mùi dừa quý. Ăn rất là béo béo nha. Béo béo của nước cốt dừa này. Ngon nha quý vị ơi. Không ăn ngọt thì chắc là không được, nhưng mà ăn nó cũng không phải ngọt lắm, hơi ngọt vừa vừa nha, không có ngọt quá. Nó thấy nó mùi thơm thơm dừa rồi mùi béo béo của nó có dừa thơm, bên trong là đậu xanh. Cái này anh tự làm anh? Cái này nhà làm hết rồi. À nhà làm hết hả? Bánh nó là bánh gì anh? Bánh tằm hay bánh? Bánh tằm à? Thôi là ăn không hết. Nhiều quá. Chứ thấy mấy chị là ăn hết trơn à. À. Mấy ngọt, bánh này ngọt. Bữa em đi luôn. Nước cốt mà không có bột béo, như nước cốt Sài Gòn đó là mà bột béo vô. À. Nước cốt này là xém, dừa chắc. Dạ. Không có bột béo. Nên nước cốt không có trong. À. Bữa em đi miền Tây á, người ta cũng đưa ra một đĩa bánh, nó cũng rất là nhiều loại. Những bánh như thế này nè, du lịch miền Tây á. Miền Tây nhiều loại lắm, tại vì mình không có khả năng làm hết rồi. Đúng không? Nhưng mà cái bánh cuốn ngọt này này, hôm nay em mới lần đầu này. Miền Tây nó có cái lễ hội bánh dân gian á, Nam Bộ á, ở Cần Thơ á. Ở đó thì mỗi năm. Ở đây anh bán từ mấy giờ? Bán là hết bánh về. À, hết bánh về hả? À. Có bữa hết sớm, bữa hết dậy. À, thường thường là 10 giờ hết chưa? Tầm đó. À. Mấy 10 giờ. Mấy 10 giờ là hết. Có còn hết. Ê, buổi sáng mọi người đi làm rất là đông nha, xe rất là đông. Cái bánh này là tằm bì này quý vị. Bánh này ăn nó mùi vị nó hơi mặn mặn. Hơi mặn mặn này quý vị. Bánh này là bánh bò này. Thank you.
này làm bằng bột gì anh? Bột gạo anh. Bột gạo à? Cái loại giống như thế này thì phải có bột củ năng, nó ở ngoài nó mới dò dai đúng không? Còn không có cái loại thì phải dùng bò làm bột gạo. Thường là một phần hay là nhiêu anh? Một phần mà đầy đủ á? Một phần đầy đủ mà hết bánh luôn á thì 30. 30 bánh luôn. À 30 thôi. Cái đấy mà hợp một hơn đó là 10.000 thôi. Đúng rồi. Mà bị ngọt nó ngọt thanh nhá, ngọt thanh chứ không có bị ngán. Nhưng mà mấy cái bánh này này ăn nó ngọt, ngọt kiểu ngọt hắc hắc quá, ăn nó hơi ngán này. Bánh này là ngọt thanh này. Trên này cái cầu Khánh Hội ở trên này, thẳng cái đường Đoàn Văn Bơ này, lên đây là cầu Khánh Hội này.
ơi, chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Trân trọng, xin chào.